Thưa quý vị, trong khi đó tại bang Texas của nước Mỹ, ít nhất hai người nhập cư trái phép được phát hiện đã tử vong và 10 người khác cần được chăm sóc y tế trên một chuyến tàu chở hàng ở bang miền Tây Nam của nước này. Hiện thì các nhà điều tra liên bang đang xem xét đến khả năng đây là vụ buôn người. Ngày 24 tháng 3, cảnh sát thông báo ít nhất hai người nhập cư trái phép được phát hiện đã tử vong và 10 người khác cần được chăm sóc y tế trên một chuyến tàu chở hàng ở phía Nam bang Texas, miền Tây Nam nước Mỹ. Theo cảnh sát thành phố Uvande, các quan chức thành phố này đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp nặc danh đến đường dây nóng 911, thông báo rằng nhiều người nhập cư đang bị chết ngạt bên trong một chuyến tàu. Cảnh sát trưởng Uvande Daniel Rodriguez nghi ngờ những người nhập cư bị mất nước do sức nóng của các toa tàu trong thời tiết ấm áp. Các quan chức đã tạm thời đóng cửa quốc lộ 19 để trực thăng hạ cánh đưa những người cần chăm sóc y tế đến bệnh viện.